Đang có mặt tại Vida Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Ở cái video clip này thì mình sẽ tiến hành hát thử cái dàn karaoke tiêu chuẩn 2, một trong những cái dàn karaoke đang kinh doanh tại Vida Shop. Thì cái dàn karaoke tiêu chuẩn 2 này được Vida Shop phối ghép với cái tiêu chí là giúp cho các bạn có được một cái dàn karaoke với chất lượng giống như những cái dàn karaoke ở cái quán karaoke tập trung tại Sài Gòn. Thì cái thành phần thiết bị của cái dàn karaoke tiêu chuẩn 2 này bao gồm những cái thiết bị như sau. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giới thiệu các bạn lần lượt những cái thiết bị trong dàn karaoke tiêu chuẩn 2 này. Thì đầu tiên chúng ta có một cái đầu karaoke Ariran 3600HD. Đây, nó nằm ở đây. Ariran 3600HD thì mình đã mở sẵn lên rồi. Đó, khá là đẹp, với đèn LED màu xanh khá là đẹp. Tiếp theo đó là một cái âm ly Boston BA1102. Đây, nằm ngay bên dưới đây luôn. Đó. Đó, khá là đẹp ở đây. Rồi, thì cặp loa mình đang sử dụng ở đây đó là cái cặp loa Boston 2.5. Đó, đây là cặp loa được sử dụng trong dàn karaoke tiêu chỉnh 2 mà Vida Shop phối ghép. Thì đó, mình sẽ tiến hành xem lại. Đây, cái Boston này nó nằm bên đây nữa. Rồi, thì cái dàn karaoke này, dàn karaoke tiêu chỉnh 2 thì Vida Shop không có offer cho bạn cái micro, cho nên mình sẽ chọn một cái micro không dây khác để hát. Đó là cái micro Boss MT990 ở đây. Thì ở đây mình có một cái receiver của Boss MT990 khá là quen thuộc, mình đã giới thiệu với các bạn ở những cái video clip trước rồi. Rồi, thì bây giờ cái chị nhân viên xinh đẹp của Vida Shop sẽ tiến hành sử dụng micro Boss MT990 để hát thử một cái bài hát trên cái dàn karaoke tiêu chuẩn 2 này. Rồi, mời chị. Hát hoa não về đêm. Đó, bạn cũng có thể nghe sơ qua được cái chất lượng âm thanh của cái dàn karaoke tiêu chuẩn 2. Mình sẽ zoom lại một lần nữa cái thành phần của dàn karaoke tiêu chuẩn 2 này. Yeah.